Sáng ngày 24 tháng 10, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Anh Dũng thông tin về dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm dự kiến khởi công vào tháng 8 năm 2024, đoạn quận Gò Vấp. Dự án cải tạo Rạch Xuyên Tâm được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 64 vào tháng 12 năm 2022 với tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 6.372 tỷ đồng, 2.710 tỷ đồng chi phí xây dựng, còn lại là chi phí khác. Nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố. Thực hiện từ năm 2023 đến 2028, dự kiến tháng 8 năm 2024 khởi công xây dựng đoạn quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh khởi công gói thầu xây lắp tháng 4 năm 2025 và hoàn thành tháng 4 năm 2028, Rạch Xuyên Tâm dài 8.865m, tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè đến sông Vàm Thuận có chiều dài 6.628m và 3 tuyến nhánh, Rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu, chiều dài 2.237m. Tuyến kênh đi qua hai quận Gò Vấp và Bình Thạnh, diện tích thu hồi 158.800m2 với 1.880 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó Gò Vấp 84 trường hợp, Bình Thạnh 1.796 trường hợp.